Ok các bạn, giờ trước khi cái blog đã bắt đầu thì các bạn nhớ follow trên là Instagram là andyvũ167. Hãy giúp tôi có 100.000 người theo dõi thì lúc đó tôi mới có vợ được các bạn. Và hẹn gặp các bạn vào blog của chưa? Blog mới bắt đầu. Peace. Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại thêm một blog Kinh Địa Vũ nữa. Giờ hôm nay tôi đang có mặt tại Cần Thơ để tham dự một buổi offline với anh em Live With Us. Thì ngoài ra chúng ta sẽ còn có một số công việc ở đây nữa. Dạ, ok. Và bây giờ là mình mới tới đây thôi. Cái lần cuối cùng mà mình tới Cần Thơ là khoảng chừng phải là 3-4 năm trước. Thì mọi thứ có vẻ như đường xá vẫn như cũ. Nhưng mà kỳ này qua lại đây với một con người khác, một cái vai khác và một cái cảm giác khác để coi Cần Thơ với bữa nay như thế nào. Và đặc biệt hôm nay mình có mấy anh em với Cần Thơ dẫn mình đi chơi nữa, mình sẽ đi tới những cái chỗ nào mà ăn uống vui vẻ, mình sẽ có thời gian mình sẽ vlog cho các bạn coi. Yeah. Vâng, rồi các bạn, và Cần Thơ đón mình với một cơn mưa. Bây giờ mình đang có mặt trên đường Nam Kiệt Khởi Nghĩa. Ở đây quận gì em? Quận Tân Kiều, thành phố Cần Thơ. Phường gì? Phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. À, Nam Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì đây, trước mặt đây là cái store gì em? À, Hồng Kông 68 anh. Ôi, sơ hiếu số 1 rồi, số 9 mới đúng em. Trời. Thì đó các bạn, thì lá hồi tụi mình sẽ có một buổi mini offline nhỏ nhỏ trong đây. Thì từ 6 giờ đến 9 giờ là hồi mình sẽ quay một vài cảnh những hoạt động của anh em trong đây cho các bạn coi. Thì xuống đây có cái nhiều. Của anh là bán cái áo. Hết bán ngày áo, anh bán hết lâu rồi. Chơi xuyên đường trà đá nè. Chơi trà đá luôn. Thì mình xuống đây có nhiều cái thú vị lắm các bạn. Thì thật sự là mình không biết Rim PC có tại Cần Thơ luôn. Thì anh hồi đó giờ anh qua bên Duy chơi mà chưa bao giờ nghe Duy nói là Rim PC có tại Cần Thơ luôn. Bạn này làm Rim PC Cần Thơ đúng không? Đúng rồi. Ok các bạn, thì sau buổi offline này khoảng chừng trưa ngày mai mình đi ăn sáng này nọ xong mình sẽ ghé coi cái Rim PC Cần Thơ này như thế nào, nó khác với Sài Gòn hay không. Nó nhỏ phải lồn luôn đi kìa nè. Hay Rim PC nó nhỏ phải lồn luôn, Cần Thơ nó nhỏ luôn á. Có gì đâu mà em cũng vui thôi, em quan trọng là cái sản phẩm chứ cái chất lượng. Dạ, chứ cái cầm túi Rim PC được rồi. Đâu cái túi Cần Thơ. Đó, Cần Thơ. Ủa, Cần Thơ có riêng bánh chè có riêng đúng không? Rồi cái bộ sưu tập website bữa còn không? Bữa sưu tập website còn không? Còn. Ok. Mày ghé. Mà cái nón mày á kìa. Cái nón của cái anh chạy quân tô bánh đó. Dạ. Bánh chiếc mô tô đang đậu bánh rồi. À, ở sao sao sao. À, để bên đây hả? Quả wow, nhìn giống một kit nè. Rồi các bạn, đây là bên trong cái quán này. Cái quán mà lá hồi sẽ tổ chức buổi offline đây các bạn. Nhìn này âm u, có thèm đồ ăn quá. Dim sum của anh Vũ quá chưa à? Mình mới order mấy cái món điểm sắm, sắm điểm gì đó. Ăn thử. Dim sum. Ủa em kiếm mấy cái tờ báo này đâu ra vậy em? Nhìn mạng á. Ủa, đồ mới trả lời thật tình vậy. Thầy hiếp à, nhìn ác à. Giống như mấy cái phố đèn đỏ quảng cáo bên Hồng Kông vậy đó. Trông có lắm kìa. Gì? Trong đó có là phim Châu Chị Lâm Đá chứ kìa. Đâu còn này. Trời ơi, nói gì nữa. Trời ơi. Trời, đồ má thôi thôi. Này chắc trong phim Kung Fu hết rồi đúng không? Đúng rồi. Đánh lộn rồi, đại bóng thiếu lâm vậy. Ủa phải, quên cái gì quên rồi. Cái phim này có mấy cái búa á. Mới đánh lộn á. Đánh Kung Fu. Còn mắt tôi đừng có đóng mình đứng con vô lắm, mình đứng mẹ rồi. Các bạn tự nói chửi nhau ghê vậy. Mình quên phim này phim gì luôn đó các bạn. Đây, này bằng chiến thép đúng không? Đồ không phải nghĩ luôn á. Đó, cái hình mà móc cước mũi đẹp đẹp đó là thằng ăn đó. Đồ má, mấy thằng củi à, mình chạy mình tới trước á. Mà anh tới Cần Thơ trước mình mấy ngày đó. Đây là anh Khánh Vũ Dài các bạn. Cái bên là bác sĩ cơm.
Trời ơi, đủ má mắc khéo. Hello mấy con. Trời ơi, đủ má bác sĩ. Hello bác sĩ. Cái bộ đồ này nó rất là ý nghĩa đó. Sói, sói này, thanh tơ này còn thiếu là con bé hoàng anh đỏ. Bác sĩ có thể nào tặng cái áo làm kỷ niệm không? Mua cá, tôi mốt đặt mua cá. Ok. Ác dở lắm. Cái kiểu này là đang trend luôn á. Trending. Hello, 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 hello. Tên gì, tên gì? Tên Tùng. Tùng. Hello bác. Hello bác, bác sĩ đó. Ủa vậy? Còn đây là khách mời luôn đúng không? Oh, hello guys. Vô. Rồi bác sĩ quay mặt lại bác sĩ. Tại sao người ta kêu anh là bác sĩ vậy? Hả? Tại sao người ta kêu anh là bác sĩ? Bác sĩ khoa mắt. Wow. Mà chết chơi đó mà đây cần kiếm là. Thanh niên này rất có tiềm năng nha các bạn. Hy vọng sẽ có dịp góp mặt thêm vô những cảnh sao trong blog của mình. Ok, đi ăn đi bác sĩ. Đây là mấy nhân vật tới sau các bạn đang đứng để sắp xếp bàn ghế vô. Ở trọng đông không tụi em? Đông lắm anh ơi, trọng đông gì xe. Đây là mấy nhân vật tới sau các bạn đang đứng để sắp xếp bàn ghế vô. Ở trọng đông không tụi em? Đông lắm anh ơi, trọng đông gì xe. Dớ khoai tây. Dớ khoai tây. Là con gà. Má gà bé bé à. Lên đèn đâu bác sĩ. Nhìn bác sĩ với giống cái hằng cái mặt cái mùi giá. Với cụ khoai tây. Là 800 anh em đang có mặt các bạn đợi hội giật chuông ra, ra xe quất chuông rồi bác. Đúng rồi, hỏi cho tiền luôn mà chủ trả chửi rồi lắc bởi vậy. Rồi trước tiên luôn mình thay mặt hai anh em này cảm ơn tất cả các bạn đã tới đây trong ngày hôm nay, vỗ tay cái các bạn. Rồi phần còn lại chương trình là do các bạn luôn, mọi người chơi vui vẻ nha. Các bạn có đặt câu hỏi gì cho ba đứa cứ đặt thoải mái tự nhiên. Ừ. Không á là tụi mình sẽ điểm danh từng người một từng câu hỏi. Ồ khoan, trước tiên ông phải nói cho người ta biết lý do tại sao hôm nay em có mặt ở đây rồi ông về khi nào, ông đi khi nào chứ. Giới thiệu chương trình chính đi. Tân quá nói. Ồ khoan khoan em để xíu. Ok, cảm ơn tất cả các bạn tới bữa ốp ngày hôm nay lần nữa nha. Rồi bây giờ anh em mình làm một tấm lưu niệm tập thể nè. Để mấy anh em trong kia ra nữa rồi làm tấm luôn. Ra anh em ơi, ra anh em ơi. Quay phim em. Quay phim. Em tên gì? Em tên là Nhật Khang. Em nay nhiêu tuổi? Dạ, em 14. Em từ đâu đến đây? Em đến từ Cà Mau. Em từ Cà Mau, em lên Cần Thơ để gặp anh em hả? Dạ. Ok, cảm ơn em. Chúc em sau này là một rapper chuyển giọng. Ok, bye em. Hai bạn tên gì luôn? Em tên Công. Em tên Công ạ. Tên Tiến. Rồi, hai bạn đến từ đâu? Em đến từ Cần Thơ. Em đến từ Cần Thơ luôn. Ok, em shout out cho hai bạn luôn nha. Ok. Ok ok. Vợ xe đéo rửa luôn nè. Khỏi rửa luôn này. Chết cũng rửa. Có đâu em về lấy băng keo trong dán lại. Chứ em tao rửa chó luôn. Đâu đâu. Đâu. Anh em. Ai thở cho mình không? Đây. Cái bếp của em á. Chấp niệm không giá. Lại vô nha. Nãy giờ ký quá trời luôn, giờ ký xe luôn á. Ok. Yeah. Ok. Ký lên nó. Kè. Yeah. Không, gặp lại tao có nhiều nữa, có trâu hay đủ thì còn. Dũng. Vậy rồi, gỡ cái miếng này ra, mua miếng khác dán vô. Không phải. Mẹ biết cái đồ mà mấy cái keo trong để dán keo xe không? Chống chày á, dán vô. Ờ, xe yeah. Bạn. Ủa má, gì có một tấm hình thôi mà. À, lấy cái đầu em, lấy cái đầu em. Ủa má. Đó, đủ má, hội đụng giúp mẹ luôn. Lấy cái xin ra gan đẹp. Trời má, chỉ đạo nữa. Các bạn thấy concept này ác không? Đắt cơm luôn. Ác thiệt cơm. Má gặp ông nội cái bông mày nữa. Bông sớm luôn.
bông dứa. Tao nói lẹ đi, đụng má xe đụng chết bây giờ á. Không đậu nha mùi cảm ơn. Cái xin nhìn thật á. Đó đó, đụ. Trời. Má hỏi gì đích con à. Mày thổi lên trên á. Thổi trên á, thổi vô lô đích tới không rồi cho được. Mà không muốn gì em thổi luôn, đéo chụp được tấm hình. Nhìn đi con, một quyền thoại. Để ba kể cho con nghe về một quyền thoại. Hôm qua là thói quá à. Gì? Thói quá. Thói quá. Thói vô dài anh em. Kêu dám không? Dám hả? Thói mẹ đi, thói xa xa vô. Thói xa xa vô. Thói đủ má. Thói má. Để ba kể cho con nghe về một quyền thoại. Thói quá. Má dạ. Nó từ kim đeo mới kiết vô thử coi. Đeo thử đi. Đeo vô, đeo vô. Đeo vô mất mẹ rồi. Lộ quá. Ảo vô. Quay quay ơi. Lộ quá. Đưa vô bác sĩ đeo thôi. Bác sĩ. Gì vậy? Bác sĩ tháo mắt kiếng ra cho anh em coi. Không nữa, không nữa rồi, hộp với cái áo luôn. Má. Cái mặt. Quá ảo luôn. Đồ quá, cái mặt như cái mặt với ông khoai tây trong cô chị đồ chơi vậy. Hộp với cáo hộp cáo nữa nữa luôn. Lưỡi dài gì hả? Mấy có đứa nào lấy cô chỏ được không? Đụ mẹ tháo đi ba. Vừa đeo vừa nói chuyện mất cười. Vô luôn. Đứa nào lấy cô chỏ bản thân mình được không? Vô luôn. Đụ mẹ nè. Đéo được rồi. Thử ơi, thử ơi, biểu diễn đi. Lên mạng luôn nè, lên mạng luôn nè. Lóc khác chứ lóc này đâu. Liếm cái đi, thử chơi cái. Ông Nguyên thử không Nguyên? Thử ơi, thử ơi, thử ơi, thử ơi. Tới không? Đéo tới. Thử ơi, em thử ơi. Không tới. Thử đi. Cái cổ, anh đéo qua cái cổ, liếm nó được. Đâu thử ơi. Không tới. Thử đi ba. Trời cái lưỡi lại lồn cục ngủng à. Nè nè. Không tới. Xạo lại. Nè. Không tới. Nè lộ cái gì vậy trời. Má bại lệ đi chứ. Thôi ơi. Sao có được. Nào tới sống tới hết rồi. Giờ lý mày được đụ má đi bộ về luôn. Không lấy cái hú lỗ mũi luôn á. Lấy một con cặc nữa đi. Lấy cái hú lỗ mũi luôn à. Bác sĩ, lấy một cặp thử coi. Đó gọi là gì biết không? Xeo sắc. Quay qua. Thử, thử liếm cái mũi rồi. Không được, không tới. Thử đi. Phải đứng lên cao mới được. Thì thử đi. Phải đứng lên cao. Đứng đi. Bắt thêm nhiều cái bàn lên nó mới cao mới tới chứ cái mũi nó cao lắm. Trời độ má, cái mặt anh như cái mũi cao. Độ má, các bạn comment dưới đây cho mình biết cái mũi của này có cao không? Thôi sorry. Đứng lên cao. Thử thử đi ông Nguyên, lấy mũi. Không coi. Thử rồi lấy mũi em. Rồi. Tôi nói được. Đụ má. Ê ê ê. Ê thổi miếng khói đi. Đụ má giống phim Hàn Quốc vậy. Trời thổi thôi. Dạ. Dạ bữa xíu. Nà. Nà. Xíu. Rồi. Đứng sai rồi, thấy chân chưa? Thấy rồi. Đụ má mình thổi cái lên cục điện luôn à. Lên luôn á, đéo lên nổi. Tình vậy đó, đi chơi mà nào cũng bấm điện thoại không à. Sao thấy khung cảnh cái quán này có vẻ như là cái casino của bên Hồng Kông vậy. Một ba tám nữa. Cái này gì không? Chơi game á. Game hả? Trời đất ơi. Nữa luôn. Đủ má, đừng nói ông nội này nữa luôn nha. Trời ơi thiệt luôn. Sao kỳ vậy Kim? Chơi chơi không phải kiếm chút cơm với mày. Còn về sao?
bán đồ cho đủ sống mày. Chế này có cái độ may rủi nhiều lắm nhưng mà may nhiều hơn nữa. Kiếm thêm. Kiếm thêm. Kiếm thêm. Gì? Chơi thử nè. Thử hả? Ừ. Bỏ 5 xị 1 triệu vô coi sao. Coi được nhiêu, lên 10 triệu không? Hay vàng bị gõ luôn. Chắc gõ luôn. Trời, ở trọng có bắn cá vui lắm bà. Yeah. Có mấy trò game bắn cá, poker rồi. Tiểu dở lắm. Cứ gà cậu tí vô. Trời, khỏi gà. Cậu tí là mỗi tối luôn. Khỏi gọi luôn. Là trên cậu tí là đang đi ship đồ đúng không? Nghe cái tanh một cái là anh mở điện thoại ra, anh bấm xong đi ship tiếp. Bữa nào mà lẹ quá gấp quá bấm lộn cái buồn như chó. Trời ơi, đủ má gì vậy bà? Nhân viên đây làm gì đây? Này lấy gì em? Dạ này là tấm bài. Em thầy giáo hả? Em bạn thầy giáo à. Rồi ngoài công việc thầy giáo với lại làm tay game còn có truy cập web 138 cái độ luôn không? Không kiếm thêm nhanh, tấm bài đâu đủ sao. Cần Thơ vào buổi sáng nè các bạn. Tình hình là tụi mình mới vừa thức dậy sau một đêm giông bão rồi các bạn. Mất luôn. Đâu? Trời ơi, có luôn hả? Có luôn mà. Ghê đêm. Rồi tối nay ghé làm cái này. Chơi luôn. Chơi luôn. Cánh gà nước mắm hả? Rồi các bạn, về người lái xe là RimBC Cần Thơ. À, chủ của RimBC Cần Thơ thì trước khi mình tới đây thật sự mình không biết là có sự hiện diện của RimBC tại Cần Thơ luôn. Yeah. Thiệt á, hôm qua nói tôi biết á. Không, cái story của ông đăng á, tôi mới biết thiệt luôn là từ đó giờ tôi quen biết Duy này nọ. Cái nào? Cái này là cái mấy trường là cái đồng trường bằng á. Ủa là cái đó là cái gì Việt? Cái đó việc bán đồ ăn uống cho học sinh đó. Ủa là con của Việt luôn hả? Cái đồ ăn chơi nữa hả? Đồ ăn giặt đồ đó. Giặt được cho học sinh là tại nó gần mấy cái trường chính rồi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi tới tham quan RimBC Cần Thơ nha. Tôi coi cái story của ông á, tôi mới biết á, thì nó chạy gì kia Cần Thơ có RimBC nữa. Thì có anh em ở lại á, nó nói ở đây có mà. Tôi chạy tới, tôi coi, tôi mua luôn. Ok. Bữa đó giờ làm với Duy là Duy chưa nói gì tôi về chỗ này luôn á. Tôi mới biết luôn á, trời gì đây. Bô các bạn. Exotic. Dẫn vô xe này luôn. Chào các bạn, bây giờ mình đang có mặt tại RimBC Cần Thơ đó các bạn. Represent miền Tây Cần Thơ. Rồi anh chủ đi vô, anh chủ có gì vui không, giới thiệu chơi. Có mặt hàng ở đây với Sài Gòn như thế nào? Hello. Thì đây tương đối mấy cái mặt hàng nó cũng giống như trên Sài Gòn đúng không? Sài Gòn có sao ở đây có vậy đúng không? Đúng rồi. Thì những cái hàng thì những cái túi nè, là những nón nè, là y chang trên Sài Gòn luôn. Còn cái áo là sao? Áo đây có mấy cái loại. Cái áo này còn luôn hả? Còn. Nhưng mà mình chỉ còn một vài mẫu để mình trưng bày á. Chứ mình không có bán. Tại vì số lượng bán mình bán hết rồi. Ủa cái áo này bao nhiêu Việt? Áo này nè. Áo này 350. Rồi, lấy tuần cái này đi. Lên hầu mới. Đâu rồi, biết rồi, con Duy mới đăng hôm qua thấy. Đúng rồi. Còn đây là mấy cái nón che em đúng không? Đúng nón rồi. Nón áo vô nè. Được cái này, biết cái này chưa? Biết cái này không? Hít lên. Dạ cái đóng mấy cái này ra kìa. Spiderman. Con đồng cháu tiên vẫn còn luôn hả? Ở đây vẫn có hàng luôn hả? Con mới mua trái cho tiểu My á. Ở đây vẫn có hàng luôn hả? Con đồng cháu tiên á. Không. Ok. Được màu vàng nữa nè, 12 giá. Cái này là đều là những mặt hàng mới không á? Đây nó dài, em đi dịu thích. Trời ơi, Spider-Man luôn. Quỷ. Này của khách hay là của mình để đây? Cái này của mình. Anh em còn 7 tờ, 171 rồi. Áo website. Áo Vietnamien. Cái đó đọc sao là Vietnamien? Là cái này là chữ... Đúng rồi, tiếng Pháp á, đúng rồi. Vietnamien. Lấy cho cái flannel rồi là nãy rồi nha. Đây. Vậy đây là cái những mẫu áo mà best seller của bên RimBC nè các bạn. Ở dưới đây Cần Thơ vẫn có hàng luôn. Đây mấy mẫu những mẫu áo basic mặc bình thường. Có vô. Rồi. Cái đây là cái mẫu mà flannel mới của bên RimBC các bạn. Thì theo mình nhận biết là cái mẫu kia này giải nó đẹp hơn thị trước rất là nhiều. Logo ở đây các bạn. Yeah.
Để mà xịn á, xịn quá, quá đã luôn. Mấy cái nick kỳ ở bên Mỹ luôn á. Ngon hơn nhiều, cái này là mấy cái brand khác mà vô mình thấy flannel là người ta đàn nhạc không à. Còn này là của RBC, RBC sản xuất luôn à. Đúng rồi, anh ta cóp cái à. Màu này đúng hả? Ngon, màu vàng xanh. À, này à. Màu phút đó hả? Màu đẹp không? Lâu. Đẹp à, cái form. Rồi, chẳng lấy hai cái luôn nha. Đặc biệt là cái hình này tao thích lắm rồi man. Nó là chói lại luôn á. Đại định Sơn Hà. Đại định Sơn Hà. Là cắm cột cái đằng á. Ok, tao lấy cái này luôn mày. Hai cái. Ok. Yeah. Ok. Ok hả? Cái nãy là size L các bạn, bây giờ mình đôn lên một size nữa cho nó oversize luôn. Đây là cho những bạn nào mà để làm thiết bán oversize thì là cái này là size XL đúng không? Là nó bự hơn size nãy một size. Thì đây là cái kiểu mà các bạn mặc đồ bự. Các bạn thấy đôn lên một size. Các bạn là mặc những cái món đồ nhỏ, quần nhỏ thì các bạn xài mặc size L hoặc là đúng size các bạn. Còn mình bây giờ hiện tại đang mặc là quần oversize, áo oversize XL. Áo mình lên đầu của MPC. Đây có thể là một trong những cái cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa đến giờ mình từng được thấy nữa các bạn. Đường phố trắng xóa luôn. Và Cần Thơ lại đón từ một ngày mới lại là một cơn mưa nữa các bạn. Quá lớn luôn. Tình hình mưa quá rồi sao anh em? Hồi đại hết mưa rồi đó. Hết mưa này tụi mình ăn hủ tiếu. Ok. Rồi, các bạn thấy này đẹp không? Ong khoai tây. Rồi. Ủa, khoan tắt nè. Giống, các bạn thấy giống không? Sao này là bác sĩ đâu nó tăng lượng polo giống sao giống không qua đây nè giống này nè ok đó các bạn bây giờ mình đang có mặt tại số 153 Phan Đình Phùng hủ tiếu A Đại. Đây là một cái quán hủ tiếu mà Việt recommend cho tụi mình là mới mở mà còn ngon nữa thì bây giờ tụi mình sẽ vô đây thử ok vô. Hello anh chủ. Hai bạn. Hello. Thì quán này là anh này giới thiệu anh Quang nè anh. Hả? Anh này anh Duyên nè. Ok, bây giờ anh em mình ngồi coi cái menu cái. Đây là quán mới mở mà lượng khách cũng tương đối là đông nè các bạn. Thì cũng đánh giá phần nào được cái chất lượng và đồ ăn ở đây. $35,000. Đổ lắm hả bác sĩ? Đổi không được kiếm. Đổi không? Qua đâu vậy? Cái đứa đang follow mày có nước nào lưỡi dài được chứ ta không? Đâu được lại coi. Má lưỡi dài như miếng gan trong hủ tiếu vậy. Lưỡi dài mà to. Miếng được chó. Chưa ai nghe mùi thơm quá à. Tao cắn lưỡi tao hoài à. Nó không hiểu lý do tại sao lớn lên mới hiểu. Cái lưỡi tao bự quá. Chắc ăn cắn lưỡi hoài. Đọc giờ mới vậy. Đây nè, ở đây là mình có cái menu ha. Hủ tiếu Nam Giang nè, khô nước, hủ tiếu hải sản với hủ tiếu mì xương. Ok. Còn đây là các loại nước ở quán ha. Rồi. Ông Nguyên giờ ông ăn gì? Có ba cái nè. Hủ tiếu Nam Giang khô nước, hủ tiếu hải sản. Chắc quay cái đặc biệt đi, rồi Nam Giang đi. Nam Giang ha. Khánh. Nam Giang mình có gì trong đó đâu? Ờ, để đó hồi hỏi ông chủ. Chờ chờ. Mày nói với mày chứ. Nó mày kia rắc. Ông chủ. Chủ. Giờ có ba hủ tiếu trên trển. Đúng không? Là cái hủ tiếu Nam Giang là có gì vậy chồng? Hủ tiếu Nam Giang hả? Mình có tim, phèo, gan, trứng cút, thịt bằm, tôm. Còn hải sản? Hải sản là mình có tôm, mực và chả cá, trứng cút, thịt bằm. À ok, còn cái mì xương anh? Cái mì xương là mình dùng xương ống á bạn. À ok. Là tụi nó đang hỏi. Thì Nam Giang đó quyết định lấy cái Nam Giang khô. Cái đặc biệt là vô đây cái mùi nó thơm. Là cái nước ông, cái nước đúng không? Cái khô. Ừ, nguyên hải sản là nước Nam Giang. Vậy ăn gì? Chỉ cần hủ tiếu hải sản đi, nước. Ok.
khô mà không lấy tôm với ghe. Mặt nó đói lâu rồi. Gan khô nhưng mà không lấy gan, với lại không lấy tôm. Ok, tôi lấy cái hải sản luôn. Hải sản hả? Ok, lấy cái hải sản khô luôn. Bây giờ đi kêu mấy người phục vụ lại mình order coi. Cái hủ tiếu mà mình hay ăn bên Mỹ tên gì ta? Tôi kêu 45 à. 45. Ở đó thấy ngon mà cái này. Chỗ đó ngon á. Chỗ đó ngon. Nói với tao thì ngon. Bữa ông có ăn hủ tiếu trên Sài Gòn nào chưa? Sài Gòn ăn chưa ta? Chưa luôn hả? Tôi ăn hủ tiếu trên Sài Gòn rồi, bây giờ tôi cũng ăn hủ tiếu 45 luôn rồi. Thì bây giờ tôi sẽ ăn cái chỗ này luôn. Để tôi coi cái gì ở đây nó khác với bên Mỹ với khác với Sài Gòn như thế nào. Ăn liếm hố chưa? Liếm hố gì tới 100.000 tô nữa, tao béo hiểu rồi. Là gì bà? Hủ tiếu liếm hố, không biết hả? Không. Tại đây chỉ biết hủ tiếu anh Đại thôi. anh Đại với anh Đại. Hủ tiếu liếm hố 100.000 tô. Ok. Tôi bãi liền. Thôi ở đây 35.000 hơi vui vẻ hả? Được rồi. Liên hố 100.000 con. Ở đâu vậy? Sài Gòn có dưới Cần Thơ giá luôn. Dưới lại hơn á, mà biết Cần Thơ giá nhiều bán Cần Thơ. Ủa này là gì hết rồi Kim? Chắc là chanh đỏ quá hả? Chanh menu kìa. Đó. Mà giờ mình thử luôn ha. Này chắc cái nước đặc sản quán này hả? Đặc sản. Thử nha. Thử đi, thử đi. Chanh đỏ là cũng có pha nữa hả? Pha liên giống quá. Mà mình ngon. Nó mùi sao? Nó có mùi chanh mà nó ngon ngọt. Giống như nước mía. Ngon, không có xe. Chua chua thơm thơm. Để tao hỏi thiệt luôn. Ngon á. Giống như nó rất là đặc biệt. Hết bài. Bác sĩ, thử này cho ý kiến thôi bác sĩ. Đây là món đặc quyền ở quán này luôn á. Chanh liên. Chanh đỏ. Thơm. Mùi nó làm sao? Bác sĩ khó tính lắm á. Thơm, hơi chua nhẹ, không có gắt lắm, không được. Rồi để tôi thử cho lẹ đủ nãy giờ. Đúng rồi đó, cái kiểu như là cái mùi nước mía mà có rồi có pha mía chanh rồi nó ngọt, chanh đỏ nhiều, nó như giống như chanh dây vậy mà, đúng không có chút liên luôn. Trời nắng uống một cái là đã lắm đó. Cái nắng là sớm hả dạ ngon không? Cái nước là lần đầu tiên tôi uống luôn á. Ngon mà tôi khoái. Hải sản khô. Qua đây. Hải sản nước, Không quên hải sản nước rồi. Ok. Không làm. Hải sản nước nè đúng không? Đúng rồi, hải sản nước. Còn này hải sản khô nè. Nhìn đúng tê luôn, rau nữa. Không có thiệt luôn á, tôi khoái ăn mấy chỗ khô nào mà làm ít nước á, làm nhiều nước quá ăn nó nhìn nó kỳ lắm. Ớt trộn mới đã. Sướng dở lắm. Kệ Khánh kìa. Rồi. Bắt bời. Nam Giang khô đúng không? Nam Giang khô. Thơm không? Thơm á. Dạ, dạ ta. Ta quay. Có thịt heo, có mực nè, có tôm nè, trứng cút nè, thịt bằm nè, hấp miếng luôn nè. Khó thử coi nước lèo với khác với 45 bệnh sao? Nó dịu. Nó dịu hơn hay sao? Nó dịu hả? Tại sao mấy cái mà hủ tiếu bên Mỹ á, nước lèo tới nó hơi bị chát xíu, hơi bị đậm á. Đúng rồi. Đúng không? Mà. Quê nhà. Vậy đó tôi ăn cái tính thôi. Hết đói các bạn ơi. Đúng chắc rồi đó. Nó quay lén nhìn biết ngon không là biết liền. Sướng rồi. Trời ơi. Ngon mà cái này ngon. Thời luôn. Dừa. Nó quay lén nguyên cắm đầu chổng hút. Ngon, tao kén ăn hủ tiếu quá mà. Nó thiệt mà. Mà cho lại đúng cái vị của tao ăn.
bên Mỹ không có chỗ nào mà nó hẳn đâu. Đúng rồi, hàng chi ổng mới dạy đen hủ tiếu rồi đúng không? Ăn đâu, ăn phở không mà. Hiếm lắm. Đây, người thật việc thật. Ông nói gì? Cái nước súp này nó khác hoàn toàn với nước súp của hủ tiếu. Nước xương hả? À, súp xương hả? Súp xương ngon. Má vừa bưng ra cái tôi chưa kịp ăn con cặc gì hết. Đủ má hết mẹ đéo già bị đéo biết được cái cục xương đâu có tiêu luôn. Vô mổ bác sĩ hết. Nè, bác sĩ ăn hết luôn rồi. Trời ơi má ăn. Kỳ quá. Ngon cái nước súp này. Tỏi nào phải lấy nước tỏi. Tuyệt vời. Sao gì chị nói sao con mực sao? Nè nếu mà mình ăn mực nè. Mà nếu mà mình nó không tươi á là nó sẽ bị bẩn ướt. Đúng rồi. Còn này mình cắn vô mực nó rất là dai, nó còn cái độ dai. Không có dai quá nhưng mà nó còn cái độ dai của nó. Lại là đây mực tươi. Đúng rồi. Lấy tô Kim ơi. Cạn tàu ráo máng luôn. Hai cái luôn. Ha, đúng là Kim đúng rồi, khoai hủ tiếu thiệt chứ. Hết bài. Uống này nè. Vô hủ tiếu, vô phở. Ok, giờ ông chủ cho mình hỏi nha, là cái quán mình hoạt động được bao lâu rồi, mở khi nào? Quán mình hoạt động được chính thức 1 tháng. 1 tháng? Là mới mở 1 tháng rồi hả? Mà đã có cái lượng khách như thế này rồi hả? Là vừa mở cửa ra là người ta vô liền luôn á. Ok, mấy này cũng khách cũng tới cũng sớm lắm. Với lại cái hay ở chỗ này là mình thấy là cái nước nè, cái nước chanh dây là ông chủ chế à, chanh đỏ vậy đúng không? Đúng rồi. Là nó bắt đầu từ chanh nào anh, chanh dây đúng không? Chanh dây. Có mùi chanh dây giống như là kiểu mùi ngọt nước mía có mùi chanh trong trỏng vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Với lại cái đặc biệt cái quán này là mình thấy cái giá thành. À, giá mình thì ở đây mình bán cái mức giá cũng là bình dân hả? Bình dân, trung bình cho khách dễ thưởng thức. À, với lại lúc mà trước khi vô đây á là có lên cái trang group á, có đọc mấy cái comment đến chảnh á, có nhiều bạn kêu quán này bán mắc. Thì mình cũng biết sao này, mình tới đây mình thấy là chỉ có 35.000 thôi. Nếu mà đúng cái chất lượng này mà trên Sài Gòn á là khoảng 50-60 luôn. À. Đúng rồi, mình thấy giá 35.000 là quá rẻ luôn á, so với mà cái trên Sài Gòn luôn á. Với lại cái mùi nước lèo ở đây nó cũng nhẹ hơn, nó thanh hơn là trên Sài Gòn nhiều. Trên Sài Gòn là người ta kiểu như là nó cái mùi nó mặn hơn, nó đậm hơn, nó ăn không được nhiều như đây. Thì nói chung thì cũng có nhiều ý kiến của khách nhận xét, thì cũng có những người rất là khen, và cũng có những người có những cái ý kiến trái chiều. Thì đúng rồi, là lúc đầu mình ngồi cà phê bởi mình đợi quán mở cửa là đúng 4 giờ luôn là mình thấy người ta vô rồi. Mình tới trước mà người ta vô trước mình luôn á. Nói chung đa số thì khách ăn đều khen, thì vậy là mình vui rồi. Mới quán mới hoạt động nhưng mà đa số khách ăn đều khen là mình cảm thấy vui. Ok ông chủ, thì cảm ơn ông chủ đã mở cái quán hủ tiếu ngon nhất Cần Thơ này. Cảm ơn ok chú ông chủ buôn may bán đắt. Ok bye ông chủ. Đây bác sĩ. Bác sĩ okay. Hello gì trời. Mặc đồ như cái cũ đụng mà dễ thương á, dễ thương á. Áo hồi xưa mua cho con bò mà chưa kịp đưa nó lấy mặt luôn. Chia tay luôn hả? Tôi lót màu da cam mà fashion dữ lắm mà nó dễ. Ở trong quần trong màu cam luôn nha. Đâu? Coi thử coi. Má mặc quần bó bó. Cái cù. Ủa sao kia mày chia cho 7 chỗ hả kia? Sao lại chỉ có 1 chỗ vậy? Ờ vậy mày đi đâu vậy? À, giờ mình đi qua ăn bánh cống. Bánh cống cốt Nguyễn Trãi. Cũng là một tạp sản ở đây. Sản ha. Ok. Ủa vậy? Vậy sao đủ xe một đống mà. Vậy thì vậy Kim nó đi ok thôi đi. Rồi các bạn, bây giờ tụi mình đang ra một cái khu vực phải gọi là iconic của Cần Thơ luôn. Tới đây tới Cần Thơ là phải tới cái chỗ này thôi các bạn. Đó là tượng vị anh hùng dân tộc. Đây các bạn, đây là tượng của Bác Hồ. Và trước mặt chúng ta là bến Ninh Kiều các bạn vào buổi tối. Đường nào đây? Hai Bà Trưng. Ủa cái này Hai Bà Trưng với đường nào vậy? Ngô Quyền. Nguyên. Ngô Quyền. Ta nói là cột đèn ba ngọn. Đèn ba ngọn đúng rồi đây nè. Ủa sao đèn này màu xanh vậy? Sao lấy cây kìa? Đèn âm phủ. Thì biết sao nó màu xanh. Ủa vậy cái tượng Bác Hồ ngày xưa làm sao? Là vậy hả? Đứng sao? Cái tượng cũ á. Đứng nghiêm tốt hơn.
Ok ok, đợi xíu em. Ok rồi. Rồi ai chụp, ai chụp? Chụp máy cơ luôn hả? Có chiếc xe rồi. Chào mọi người. Chào các bạn, chào mọi người đang di chuyển lại khu vực tượng Bác Hồ. Cần Thơ về đêm hơi bị đẹp nha các bạn. Còn buổi sáng mình không biết à. Má nè các bạn, bác sĩ mặc cái áo như là không mặc vậy. Hai người gì nào cưới nhau vậy? Thôi đi. Hả? Qua trời đất bự dữ. Đây là bến Ninh Kiều. Cần Thơ nay đã khác rồi, đẹp và hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng mà nãy giờ tôi vẫn chưa thấy một cô gái nào đẹp hết. Có thể là do số tôi đen. Oh my no. Ồ, các bạn thấy cái tòa nhà này không? Ác ghê. Các bạn có thấy khói không? Khói từ ống hút, ống hút mình đang hút. Ồ, tòa nhà đẹp ghê ha. Trước mặt chúng ta là cái cầu đi bộ, hay còn gọi là cầu tình yêu. Theo truyền thuyết thì cái cầu này khi mà mới mở, chúng ta sẽ lấy hai ổ khóa móc lại với nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ chia tay bạn gái ngay. Và điển hình, cái người đứng trước mặt chúng ta đã làm ví dụ. Sau khi móc và anh ta đã chia bạn gái, ở lộn, mới chia tay bạn gái. Và giờ cô ấy đã có chồng và ba đứa con. Đoán mệnh. Có bài nhạc Every day in my dream, I wish you, you die with me. Đang nghe giữ trật tự nha. Gì má? Quyến khách đi từ từ, cẩn thận, coi chừng cửa lưỡi. Thì sau khi đi lại gần mình mới nhận ra đây là một cái hoa sen đấy các bạn. Ở ngoài là cái nơm bắt cá, biểu tượng để của miền Tây sông nước. Ở ngoài hả? Đây. Thấy cái nơm không? Mấy cái mình chỉ ở ngoài đó là à, cái mấy cái này à. Cái nơm bắt cá nó sẽ trọng ngược. Còn đâu, trong bên trong là bông sen. Đúng rồi. Dạ, tôi cũng đang mặc cái áo bông sen luôn. Nhưng mà rất tiếc các bạn là có blog này thì áo đã sold out hết trơn rồi. Tôi xin lỗi, hẹn gặp các bạn vào đợt áo kỳ sau. Thôi được, chú 20 thôi được rồi. Rồi. Lâu rồi chị ăn cóc. Chơi luôn. Tụi em có bán khóc không? Không có hả? Răng luôn. Mày đứng mày đi trước là tao muốn mày ập. Mày ai muốn thì mày. Giờ anh Kim đứng vô đây đi. Hôm nay bạn mang gì? Anh có thể nào mà review cao fit của anh được không? Nón anh mua ở đâu vậy? Nón lóc màu da cam. Để dằn bụng luôn. Khóc hả? Cao này cao nhung nha các bạn. Rất là láng nha. Vuốt một cái từ bụng xuống con cu luôn á. Bạn thấy không? Các bạn thấy phong cách của anh này không? Đây là trái cock. Đây là trái trái cock. Ê, có câu chuyện nào về vui vui về cái cầu này không, kể nghe chơi. Không có gì vui hết. Sao vậy? Đâu có gì vui đâu à. Tại hồi đó chia tay nhỏ nào ở đây hả? Đâu chia tay đây đâu. Chia tay đâu? Không chia tay đây. Tại duyên nợ nó đứt ở đây. Hình rất là đẹp. Tao. Nè. Nè là gì vậy? Hồi xưa móc ổ khóa nè, bên đây nè. À rồi. Ba ổ khóa. Hai ổ khóa là một cái màu vàng là thả xuống sông nè. Cái màu xanh là thả lên trời. Rồi giờ nhỏ nó đâu rồi? Nó chồng để con rồi. Ê, giờ cởi áo khoác luôn thử đẹp không? Coi nó làm sao, tôi muốn coi thử á. Không thử thôi. Trời, hai cái đúng rồi đụng. Cởi luôn. Cởi luôn, cởi luôn. Em mua miếng dán mà được nha. Trời ơi. Em mua miếng dán. Đi to. Đi theo to. Miếng dán mà được. Đề nghị ra đường dán núm lại nha. Dán đi à. Khói cười. Chị ơi, outfit đẹp không? Mặc áo cặp giúp em luôn. Trời ơi, nói cô đó sao em giờ làm tôi vậy? Dán dữ luôn nha. Cứng nguyên cái cây phone ra kìa.
hỏi dán tiền thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với các chương trình của các web thủ. Còn cây mà tôi sớm gì. Anh em, mỗi thằng cầm cây hút cái phối hợp cái rồi chơi coi. Số khói, muốn khói đi. Vô, 1, 2, 3, quất anh em. Thổi đầu. Rồi đeo hai con khác gì hết. Quá đã mấy bồ ơi. Chắc mốt mình làm quán cà phê phép anh em ủng hộ nha. Cần Thơ về đêm rất là vui nha các bạn. Cà phê còn vui hơn Sài Gòn nữa. Bóp bên dưới, bóp bên dưới. Bóp sao mấy này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, hút vô, hút. Hút vô, bú vô, bú vô. Trời vô, vô. Bóp rồi bú. Ừ, bóp rồi bú. Chị nào bấm hút, bú vô. Rồi, hút vô. Bú ra, bú ra. Ông Nguyên thử đi, ông Nguyên. Vô đi. Ông Nguyên thử đi. Có mạnh. Ừ, có. Mạnh lên, mạnh lên. Ai đồ quen thì tay ngắn quen. Sao đâu có sao quen. Thử em. Sao không quen. Mạnh lên. Quen. Để dài một cái. Ừ. Sao giờ là tại cái ống nó không muốn được hả? Sao lại cái ống. Hấp pin rồi, hấp pin rồi, hấp pin rồi. Đây, có cái nút này bấm vô. Có cái nút này bấm lên hút. Có bấm vô không? Bấm cái nút đó thằng chứ. Ừ. Đó đó đó, đó. Hút vô. Bấm vô, bấm vô. Bấm vô đè luôn. Bấm vô hút thôi. Rồi hút. Rồi sạch. Rồi. Đỡ phe vậy. Yeah. Hút này có cảm giác không? Sao như hút thuốc không? Thì nó có nicotine thì nó sao? Còn nếu không có thì thôi. Thử đi Kim. Thử đi, hút đi. Chứ hút gì? Hút đá. À, xưa lần đầu hút xì xa ta ói sáng đêm. Em cũng biết hút xì xa nữa. Em hút cock. Ok đó các bạn, bây giờ mình đã có mặt tại Sài Gòn rồi. Đó là những gì diễn ra tại Cần Thơ. Thì mình ước gì mình và anh em Liếu Đất có nhiều thời gian hơn để ở lại Cần Thơ. Nhưng mà vì một số công việc nên tụi mình rất là tiếc thưa các bạn. Và tụi mình cũng hy vọng là trong tương lai tụi mình sẽ có thời gian và đến Cần Thơ thêm một lần nữa để gặp các bạn và giao lưu với các bạn. Ok, và hẹn gặp các bạn vào vlog kỳ sau. Và một lần nữa tôi cảm ơn tất cả các bạn đã tới buổi ốp. Và tất cả cảm ơn tất cả các bạn supporter tại Cần Thơ. Chúng tôi yêu Cần Thơ. Hẹn gặp các bạn vào vlog kỳ sau. AV Gang.